Rồi nhà vườn thân chào nhà mình luôn nha. Hôm nay nhà vườn lại về cỏ trường sinh rồi cả nha. Cỏ này nó cao cỡ tầm 10 cm trở lại thôi. Có cái thì nó cũng cỡ tầm 12, 13 cm. Đây, ví dụ như cái này thì cũng cỡ tầm 10, 12, 13 cm thôi. Nhưng mà nói chung là cỡ tầm 10 cm trở lại. Cái này là còn nguyên bệ chưa vũ đất nha cả nha. Cái này mình không nên vũ đất. Nhưng mà mình đã xén rồi, xén gọn rồi. Nếu mà mình vũ đất á, thì cái tỷ lệ sống nó rất là thấp. Mà mình không nên tiếc nè, giống như mình đánh bầu vậy, giống như cây mình đánh bầu vậy. Đó, ví dụ như cụm này. Đó, mình đã xén lại rồi, nó gọn lại rồi. Về mình chỉ việc mình vô chậu hoặc là mình đặt lên cái chất trồng nữa là ok thôi. Đó. Nè, ví dụ như mấy cái đây nè. Đó, cái lúc mà mình lấy là nó túm lại nhìn thảm lắm. Bây giờ về mình tưới nước là nó nở ra thôi. Nhưng mà điều đặc biệt là cái này á, để mà nó sống được á, là ở trên nắng dưới ẩm thì nó sẽ sống được ok nha. Đó, còn mà cũng có một số nơi không có thuần được cả nha. Thì ví dụ như bây giờ mình lấy về thử một ít, mình coi thử chỗ mình có thuần được hay không nha. Đó, ví dụ như cái này thì bên nhà vườn đang giao lưu nè. Đó, cái này là 9 kg nè. 9 kg như thế này nè, rất là nhiều luôn. Này, 9 kg mà mình đổ ra nè, khá là nhiều nha cả nhà. Đây. Nhiều lắm. Đó, 9 kg nè. 9 kg khá là nhiều luôn. Nè. Một cụm này, hai cụm, ba cụm này, bốn cụm này, năm cụm, sáu cụm, bảy cụm, tám cụm, chín cụm, 10 cụm. Mười mấy cụm á nha. Đó, như thế này nè. Là nhà vườn bán là 200k bao ship nha. Đó. Cỏ này thì nó cứ đều đều có tầm 10 cm trở lại thôi. Đó. 200k bao ship. Đó thì nói chung là 200k bao ship thì cái chi phí ship cũng hết 100k rồi. Còn nhà vườn lại kiếm công 100k rinh từ núi về thôi. Đó, 200k bao ship như thế này là 9 kg nha cả nhà nha. Cỏ trường sinh cao cỡ tầm 10 cm trở lại. Ở này nó cũng có một số nó có thân. Đó này, một số nó có thân về mình gắn lên tiểu cảnh nó cũng ok nha. Hoặc là mình vô chậu mình chơi cây mini cũng ok. Đó. Nhưng mà với điều kiện là mình phải có nắng nha. Nắng cộng với lại ẩm bên dưới là ok thôi. Nói chung cái chất trồng mà tốt nhất của nó là ví dụ như sơ dừa. Sơ dừa với lại cát đồ á. Nói chung là cỡ tầm 50% sơ dừa là ok. Đó, mình pha lại mình trồng là ok nha. Nói chung là mình chỉ lắp cái chất trồng nó mặt mặt đây thôi. Chứ mình đừng có nên trồng lắp lên trên này, nó không có tốt đâu. Cái dòng này nó gì vậy? Nó rất là đặc thù so với những cái loại cỏ khác nha. Đó, trường sinh thảo hay còn gọi là quyển bá trường sinh, rồi cỏ chân vịt. Nói chung là nó có rất là nhiều cái tên gọi nha. Đó. Thì bên nhà vườn về giao lưu với nhà mình. Đó, nhà mình có ý làm thảm sân vườn hay là tiểu cảnh hay là mình chơi mình vô chậu mình cho cây mini đồ cũng ok nha cả nhà. Hoặc là mình gắn lên cây bonsai hoặc là mình rải lên trên mấy cái chậu bonsai á. Đó đại khái như thế này. Đó đại khái như này. Đó này. Đó sơn bỏ lên trên chậu bonsai này. Đó mình thay cái rêu luôn. Đó nhưng mà cái chỗ này á, là nó có nắng nha. Nó cứ đặt lên thôi. Đặt ra là mình rải ít chất trồng lên là nó cứ thế nó sống thôi. Đó, à, mình thay cái rêu. Đó này, cái này là Sơn đặt lên lâu lắm rồi. Cứ có nắng có ẩm là nó sống thôi. Nó về mà Sơn chưa có bán hết á, Sơn cứ đặt đại lên trên cái những cái chậu cây bonsai là tưới nước là cứ thế nó sống thôi. Ở ví dụ quý khách hàng nào mà đặt lấy thì bên Sơn cứ nhổ ra giao thôi. Đó, nó là như vậy. Mà những cái cây mà mình đặt lên nó là cần phải có nắng nha, chứ còn nó khúc nắng nó cũng không có sống được. Nói chung là cỏ trường sinh, nhưng nói là cây cỏ không chết nhưng mà thực ra nó vẫn chết bình thường thôi nha. Nếu mà không đủ điều kiện thì nó vẫn chết bình thường. Nó hoặc là cái khí hậu nơi đó nó không có thuần được thì nó vẫn chết bình thường nha. Đó. Rồi nhà mình nếu mà ưng ý thì ủng hộ luôn nha. 9 kg nói chung là tùy theo lô về thôi. Ví dụ cái lô mà nó đều đều á, nhỏ nhỏ cỡ tầm 10 cm đó lại thì cỡ tầm 9 kg, 8 kg. Còn ví dụ như có cái hàng lớn hơn thì cỡ tầm 7 kg, 6 kg thôi. Nó nói chung là tùy theo.
Tại vì cái hàng lớn là phải đi càng cao càng xa đó. Nói chung là cũng anh em cũng kiếm công lao động rồi thôi cả nhà. Rồi nhà mình ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha, 0889244699. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình.